Cái này mà video nó có cái số điện thoại là cũng bị hạn chế đấy. Nó có cái thủy này. Triệu một người học bơi. Đi đang đi học bơi. À, ngày xưa mình cũng giỏi nhỉ, tự nhiên lại biết bơi. Đây không gian này yên lặng như tờ. Nói chung ở đây thì được cái view nó đẹp, nó ở trong kiểu như kiểu thiên nhiên ấy. Chứ không phải là view ngoài đường, view đô thị hóa. Cây cối đầy. Đây là cách đây phải tầm 7-8 năm rồi. 7-8 năm, có phải hơn chục năm rồi nhỉ? Mười mấy năm rồi. Nhưng mà nó kiểu xong rồi vào trong kia thì mấy cái hồ ở ngoài kia nó kiểu nó ấy quá. Nó gần đường, chứ ở đây thì công nhận không gian mấy các thứ nó đẹp. Ở đây tâm hồn nó thanh thản đi. Cây cối nhiều phết đấy, vải kìa. Ở Hưng Yên mình cũng có vườn vải thế này, đầy thế này. Và hôm qua bọn trên Lục Lam, Lục Ngạn thì nó bảo là chưa vặt, vải ngon nó chưa vặt. Ở đây mình đây vườn vải thế này. Ngay Dân Tiến. Hồ này là có Thâm Niên là bao năm rồi. 1 triệu một em. Cả em lớn kia cũng 1 triệu. Kệ là chứ. Có cái tâm sở hữu thì không, chỉ có cái gì là phải nhốt két. Có cái gì đâu mà. Ngày xưa Đức Phật mấy cả A-la-hán mấy cái gì. À có một ông ấy mai sau về sau thành A-la-hán hay sao ấy. Đắc quả đạo ấy. Ông ấy tài sản mấy cả vợ con ông còn cúng dường hết. Đây này cùng mấy các cháu đây này. 1 triệu một mạng. Thủy cũng 1 triệu. Còn Nguyên kìa, Nguyên nó lại mặc áo rồi, nó ra đây. Nguyên ra đây. Nguyên cháu nó không thích bơi nữa. Thằng ấy nó kiểu nó động tự ái vào của nó là nó không thèm học biết gì, nó không thèm bơi biết gì. Với cái hoạt động bơi này nó rất thích nha, nhưng mà động tự ái của nó là nó không thích đâu. Thằng ấy nó cũng là cái vấn đề đau đáu của mình. Đấy các cháu đây này, 1 triệu một người này. À, năm nay là được cái thời gian nghỉ hè. Mỗi năm thì không có thời gian nghỉ hè, năm nay được thời gian nghỉ hè. Con Khang kìa. Đấy. 1 triệu một em. Đấy. Ở đây thì nó vắng. Ngoài kia thì nó đông đúc tấp lập, nhưng toàn bọn thanh niên nhoanh ngoài. Muốn cởi quần cởi áo ra, cởi cái áo ra đã thấy bao nhiêu hình xăm rồi. Bên thì quan vũ, bên thì rồng rắn, rồi cái gì cá chép cá mè. Giờ điện thoại ra sợ những cái em ấy xăm trổ sợ lắm. Ở trong này thì nó yên tĩnh. Mười mấy năm rồi. 20 năm rồi mất. Nói chung là cũng vắng. À, lừa tắt live stream xong lừa cho thằng con thằng Nguyên nó xuống cái hồ bên này cho nó bơi. Đấy, các cháu cho xem con thủy nó tập bơi. Nhắn đến mà đéo biết bơi đâu mà còn đâu. Chỉ có lớp hôm nay là lớp này mới cả mấy em bên kia thôi. Cũng không có nhiều cái để xuống để lừa con thằng Nguyên cho nó bơi mới được. Hồ này sâu hơn tí. Đấy con thủy biết bắt đầu bơi đấy. Thì là nó ngoài ngoáy bơi ngoài ngoáy. Thằng kia nó dối. Kia nó dối để phải lừa để cho nó xuống. Lừa để cho con thằng Nguyên nó xuống.
Nó về nó chê mình bảo anh chả có kỹ thuật gì. Anh bơi anh chả có kỹ thuật gì. Phải lừa lừa để cho con thằng áo vàng kia nó xuống mới được.